Kính mời quý vị và bà con cùng theo dõi chuyên mục Nông dân Điện Biên của Đài Phát Thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và bà con, tính đến đầu tháng 2 năm 2023, hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã tổ chức xong Đại hội điểm Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng kế hoạch. Qua đánh giá của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, đại hội điểm cấp cơ sở đều đã được thực hiện đúng quy định của điều đại hội, đáp ứng yêu cầu của Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh về lựa chọn đại hội điểm. Ngày 10 tháng 1, Hội Nông dân xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân huyện Điện Biên thống nhất lựa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội Nông dân cấp cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Do đó, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ tỉnh hội và các cấp lãnh đạo ở địa phương cơ sở hội cũng đã bám sát yêu cầu nội dung các văn bản của Trung ương hội, của tỉnh hội để tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch và các yêu cầu đề ra. Trên cơ sở cái lộ trình và hướng dẫn của Trung ương tổ chức đại hội, hội nông dân 4 cấp, trong đó là thực hiện cái đại hội cấp xã là từ cái quý 1 của năm 2023. Thì chúng tôi đã thống nhất chỉ đạo và thống nhất đại hội điểm cấp xã trên diện chỉ đạo của tỉnh tại xã Thanh Nưa của huyện Điện Biên ngày 10 tháng 1 năm 2023 là tổ chức đại hội điểm cấp xã là đầu tiên trên địa bàn hội nông dân của cấp xã trên địa bàn của tỉnh Điện Biên trên cơ sở cái đại hội điểm để rút kinh nghiệm tiếp tục chỉ đạo nhân ra các cái cái cái, cái đại hội đại trà tất cả các xã trên địa bàn toàn tỉnh trong quý 1 chậm nhất là và cuối quý 1 của năm 2023 là hoàn thành của cấp xã. Rồi sẽ tiếp tục thực hiện và đầu của tháng cuối hai năm 2023 là tiến hành tổ chức đại hội của cấp huyện, thị và thành phố sau đại hội điểm của hội nông dân xã thanh nưa ban thưởng vụ hội nông dân tỉnh đã rút kinh nghiệm để chỉ đạo việc triển khai đại hội đối với các cơ sở hội còn lại đến thời điểm hiện nay hầu hết hội nông dân các huyện thành phố đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm hội nông dân cấp cơ sở của đơn vị mình công tác tổ chức đại hội điểm được đánh giá đã thực hiện nghiêm túc chặt chẽ đảm bảo đúng nội dung hướng dẫn quy trình tổ chức đại hội đảm bảo theo nguyên tắc dân chủ khoa học và đúng trình tự Công tác tuyên truyền phục vụ đại hội đã được thực hiện tốt, tạo không khí vui tươi phấn khởi, sự đồng thuận trong nhân dân. Báo cáo chính trị đánh giá đúng kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Công tác nhân sự được quan tâm chỉ đạo kịp thời, đảm bảo quy trình, cơ cấu, công khai, chặt chẽ và tuân thủ quy chế bầu cử. trên tinh thần chỉ đạo và cũng đã có cái sự chuẩn bị rất là chú đáo theo chỉ đạo của ban thường vụ hội đồng dân tỉnh giao uh, nhiệm vụ cho các ban thuộc hội đồng dân tỉnh phối hợp với lại các đồng chí trong thường trực hội đồng dân huyện Để giúp đỡ cũng như là cái sự uh, cái năng lực thực tế của các đồng chí lãnh đạo hội đồng dân cấp xã cho đến nay thì uh, phải nói là cái công tác chuẩn bị rất là chú đáo và quá trình theo dõi thì tôi đánh giá rất là cao và các đồng chí cũng am hiểu rất là sâu và có cái kỹ năng cũng như là có cái năng lực rất tốt trong tác lãnh đạo, và chuẩn bị các cái nội dung đến cái điều hành đại hội. Hội nông dân cấp cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ hội viên nông dân trong tỉnh, do đó việc tổ chức đại hội điểm để đánh giá rút kinh nghiệm trước khi tổ chức đại hội đại trà sẽ góp phần quan trọng giúp hội nông dân các huyện thị xã thành phố chỉ đạo tổ chức thành công đại hội hội nông dân cấp cơ sở trong thời gian tới. thưa quý vị và bà con thời gian qua cùng với việc được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp bà con nông dân trên địa bàn xã thanh nưa huyện điện biên còn chủ động học hỏi năng động sáng tạo thay đổi cách nghĩ cách làm để phát triển trồng trọt chăn nuôi có hiệu quả từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương Hội nông dân xã Thanh Nưa hiện có 12 chi hội với trên 1.000 hội viên. Với phương châm cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tập trung hỗ trợ nguồn lực cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo. Hàng năm trên cơ sở những chương trình dự án hỗ trợ của Nhà nước, Hội nông dân xã Thanh Nưa đã tham mưu cho cấp vị Đảng, chính quyền xây dựng và ban hành nhiều chương trình nhằm hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, qua đó đã cổ vũ động viên đông đảo hội viên nông dân đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển nhiều mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó để giúp hội viên tiếp cận với cách làm nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng phương thức liên kết bốn nhà, hội nông dân xã Thanh Nưa đã phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, hội nông dân huyện tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên vận động hội viên tham gia các mô hình mới trong trồng trọt chăn nuôi như mô hình nuôi lợn nái sinh sản, nuôi bò sinh sản, nuôi trồng thủy sản, chuyển giao kỹ thuật ứng dụng chế phẩm sinh học, vệ sinh chuồng trại trong chăn nuôi, hỗ trợ giống vật tư phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho hội viên thuận lợi trong sản xuất kinh doanh, hội đã duy trì 8 tổ tiết kiệm vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, tiến chấp cho trên 600 lượt hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 6 tỷ đồng. Có vốn, có kiến thức, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, xoa do đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Hội nông dân xã Thanh Nưa cũng bám sát vào nghị quyết của Đại hội Đảng Bộ Xã lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết của Đại hội cấp trên để tiếp tục tuyên truyền vận động đến hội viên nông dân tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn toàn xã. À, qua đó thì cũng đã à, phát hiện và biểu dương nhiều à, hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Ngoài ra thì à, được sự à, hỗ trợ của Hội nông dân tỉnh, à, Hội nông dân xã cũng đã được tiếp cận nguồn à, quỹ từ quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền là 600 triệu đồng à, giúp cho 12 hộ được à, À, vay vốn tham gia vào, à, vào vào chương trình là chăn nuôi bò sinh sản à, số hộ nghèo và số hộ cận nghèo đã giảm um, tương đối về cụ thể về số hộ nghèo thì đã giảm 65 hộ so với đầu nhiệm kỳ và số hộ cận nghèo thì đã giảm 108 hộ so với đầu nhiệm kỳ và bên cạnh đó thì số hộ khá giàu cũng đã tăng lên rất là nhiều Phong trào nuôi trồng thủy sản xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên thời gian qua đã có sự phát triển khá mạnh mẽ. Nhiều hộ gia đình mạnh dạn phá thế độc canh cây lúa, tận dụng nguồn nước, thuê máy móc, mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản. Nắm bắt nhu cầu thị trường, cá rô phi đơn tính được người nông dân lựa chọn là đối tượng nuôi chủ lực. Là một trong những hộ nuôi cá đạt hiệu quả kinh tế cao của xã Thanh Nưa, ông Hoàng Văn Vương, thôn Thanh Bình, Co Rốm, cho biết. Gia đình lựa chọn đầu tư nuôi thủy sản vì nghề này cho thu nhập cao, ít gặp rủi ro về dịch bệnh. Với 2.000 mét vuông mặt nước, ông nuôi chủ yếu là cá rô phi đường nghiệp. Bởi ngoài tốc độ tăng trưởng nhanh, chất lượng thịt thơm ngon, loại cá này còn có khả năng thâm canh cao và dễ áp dụng nhiều loại hình nuôi khác nhau. Cá rô phi đường nghiệp nuôi trung bình chỉ từ 4,5 đến 5 tháng là đã được xuất bán. Lãi dòng có thể đạt tới trên 100 triệu đồng mỗi năm. gia đình có 2.000 nát đất... ao à, thì một năm là thu hoạch hai nứa, nó được khoảng tầm từ 10 đến 12 tấn các Nợn thì cái từ 2015 phát triển thì mấy năm đầu nó chưa có cái dịch thì mỗi năm cũng được vài tấn, vài tấn nợn, cái tầm 4 năm tấn nợn. Thế... nhìn chung là tôi thấy chuyển đổi sang cái này thì thu nhập bình quân thì gia đình. Này sau khi trừ chi phí đi một năm thì đến thời điểm này thì nói cái kiêm tốn thì, thì trừ chi phí thì lợi nhuận để ra thì cũng được tầm 300 triệu một năm là trong tầm tay đấy. Tại các thôn bản, nhiều hộ đã tích cực chủ động vươn lên làm giàu. Năm 2019, được sự tuyên truyền vận động và hỗ trợ của các cấp hội nông dân, gia đình ông Lò Văn Phong, bản Hồng Lạnh đã không ngần ngại chuyển đổi toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Sau 3 năm, toàn bộ gần 8.000 m vuông nương bạc màu này đã được phủ lên bằng màu xanh của trên 500 gốc bưởi da xanh và gần 700 gốc cây ăn quả khác là mãng cầu, na và mít. Trong năm qua gia đình tôi được chủ bên hội nông dân hỗ trợ về cây giống, hỗ trợ rất nhiều về tất cả cả nguồn vốn. Ngoài ra tôi cũng tham gia một lớp tập huấn về sâu bệnh hại trên cây bưởi của do của hội nông dân tổ chức tôi áp dụng trên cây bưởi của tôi thấy thực tế nó tốt hơn và biết phòng trường sâu bệnh tốt hơn. Không còn để lãng phí nguồn tài nguyên đất đai, hầu hết các cánh đồng hiện nay đều được người dân đầu tư sản xuất thâm canh từ 2 đến 3 vụ mỗi năm để cải thiện thu nhập. Ngoài hai vụ lúa chính, hàng năm bà con nông dân xã Thanh Nưa còn tập trung sản xuất hàng trăm hecta cây trồng trên đất lúa hai vụ. Sản xuất vụ đông thường mang lại giá trị kinh tế cao nên được khá nhiều nông dân thực hiện. Chúng tôi trồng đóa xong là gạt xong là chúng tôi trồng Bộ ba là trồng ngô, trồng dưa các thứ. Tôi chủ yếu là trồng rau bí, phải tập trung à, chăm sóc cây trồng cho nó tốt để có sản phẩm bán ra ngoài chợ. Có thể nói trong nhiệm kỳ 2018-2023, nông dân xã Thanh Nưa luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, phát huy và khai thác mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh tế. Nổi bật về sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất trên 1 hecta đạt gần 100 triệu đồng trên năm. Các ngành nghề kinh doanh dịch vụ phát triển mạnh. Hiện toàn xã đã có trên 100 hộ kinh doanh dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5% trên năm. Số hộ có kinh tế khá giàu tăng từ 25% năm 2018 lên 35% năm 2022. Đặc biệt trong 5 năm qua, hội đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước là phong trào xây dựng nông thôn mới và phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023, xã Thanh Nưa có 70 hộ được công nhận đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi. À, để tiếp tục thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau À, làm giàu giảm nghèo bền vững thì trong nhiệm kỳ 2023-2028 à, ban chấp hành hội nông dân dân xã Thanh Nưa vẫn tiếp tục bám sát vào các chỉ tiêu nghị quyết của đại hội đảng bộ xã và đại hội hội nông dân cấp cấp trên để tiếp tục tuyên truyền đến hội viên nông dân thực hiện tốt các phong trào thi đua như phong trào sản xuất kinh doanh giỏi phong trào nông dân tham gia bảo vệ à, À, quốc phòng an ninh và phong trào à, xây dựng nông thôn mới. Từ một xã khó khăn, Thanh Hưa giờ đây đã là xã nông thôn mới với những bản làng chủ phú ấm no. Đói nghèo và lạc hậu đã và đang từng bước bị đẩy lùi. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư tạo nên diện mạo mới Đặc biệt thu nhập bình quân đầu người trong xã từ 26 triệu đồng trên người năm 2018 đã tăng lên trên 30 triệu đồng trên người năm 2022. Bên cạnh đó, xã cũng đang xây dựng mô hình các nhóm liên kết sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học thực hiện sản xuất theo hướng mỗi xã một sản phẩm, tạo hướng đi trong phát triển kinh tế cho người dân phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, hội nông dân xã thành nừa tiếp tục chỉ đạo các tri hội chủ động tích cực trong việc tuyên truyền vận động hội viên nông dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị và bà con, với khát vọng làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Thời gian gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn xã Phú Nhung, huyện Tuần Giáo đã tự tìm tòi lựa chọn cho mình những phương thức sản xuất chăn nuôi mới phù hợp với điều kiện thực tiễn để phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập. Phóng sự sau đây sẽ cho thấy điều đó. Đến xã Phú Nhung thời gian này, nhiều người sẽ không khỏi cảm thấy ngạc nhiên bởi sự đổi thay khá toàn diện ở một xã nông thôn miền núi, có hầu hết dân số là đồng bào mông sinh sống. Điều này có được chính nhờ sự năng động trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, từng bước hình thành nên các vùng sản xuất tập trung nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho các sản phẩm trên thị trường không chỉ mạnh dạn đưa cây mía, cây dứa và một số loại cây ăn quả vào trồng thay thế các loại lương thực có hiệu quả kinh tế thấp, không ít hộ gia đình ở xã Phú Nhung đã chủ động áp dụng tiến bộ khoa kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Gia đình ông vừa khua xá bản đề chia là một trong số những hộ như vậy. Tôi có sắn này, ở giữa này, giờ này là 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 ngô này, thảo quả này, hồi này thế là ngu ấy ngu là được à, thu được 50 triệu nữa sáng thì hơn 50 triệu thế là mình thu thả quả nữa. thế cũng hơn 50 triệu còn hồi ấy hơn 2 tấn thế là cũng hơn 50 triệu của sống bây giờ là so với ngày xưa sướng lắm rồi Rời gia đình ông vừa khu xá, chúng tôi đến thăm mô hình kinh tế của ông Sùng A Thu, bản Phiêng Pi. Ông Thu cho biết, chính cuộc sống khó khăn đã giúp ông nung nấu ý chí thoát nghèo. Và để thay đổi thì không có cách nào khác là phải dám đổi mới cách nghĩ cách làm. Trong đó, mô hình kinh tế trang trại tổng hợp là hướng đi được ông lựa chọn. Ngoài trồng cây ăn quả, đào ao thả cá, ông Thu đặc biệt chú trọng đến việc đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm được sự hỗ trợ của hội nông dân các cấp, ông thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, tích lũy dần kinh nghiệm để áp dụng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Nhờ vậy, hiệu quả kinh tế không ngừng tăng lên, tổng thu nhập mỗi năm sau khi đã trừ chi phí đạt hàng trăm triệu đồng. Tôi cùng với gia đình là cố gắng để tạo điều kiện rồi tăng gia sản xuất như là trồng ngô sẵn, các loại hoa quả, nuôi gà, nuôi vịt, ngan như là nhà gia súc gia cầm để mà mình có cái đứa cải thiện tại chỗ một phần để giúp cho các cháu học hành và tạo điều kiện cho các cháu. Trước đây, người dân xã Phú Nhung chủ yếu chăn nuôi gia súc thả rông với quy mô nhỏ lẻ. Do thiếu kinh nghiệm chăn nuôi nên tỷ lệ tăng đàn thấp, hiệu quả kinh tế không cao, khó khăn trong việc chăm sóc và phòng chống dịch bệnh. Nhờ được cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, nhiều hộ dân đã mạnh dạn thay đổi tập quán, chuyển từ chăn nuôi thả rông sang chăn nuôi có chuồng trại. Theo đó, những con trâu nhỏ được mua về sẽ được nuôi nhốt hoàn toàn. Ngoài cỏ tự nhiên, người dân trồng thêm cỏ để tạo ra nguồn thức ăn chủ động. Với những ưu điểm vượt trội là dễ dàng chăm sóc và quản lý dịch bệnh, phương pháp nuôi nhốt còn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Trung bình chỉ sau hơn một năm là đã có thể xuất chuồng. Tùy vào từng thời điểm, lợi nhuận đạt được có thể đạt tới 50% một trong những hộ tiêu biểu có thể kể đến là gia đình ông Sùng A Sỉ. Phát triển kinh tế của gia đình chủ yếu là trồng trọt như là cây sáng, cây ngô, cây lúa. Còn ở ngoài ra về chăn nuôi thì mua trâu bò thì trang mấy năng trang khoảng hai con trâu đấy ban đầu mình mua khoảng hai con khoảng 35 đến 40 triệu Mà về trang một thời gian của một tháng một năm đến năm dưới hai năm thì mình bán 6 sáu chục triệu thì mình cũng lấy khoảng hai chục ba chục triệu bản phê phi người ta tự nguyện đó rất là chịu khó mà nghiên cứu học hội rồi từ những cái cây trồng những cái vật nuôi rồi đến cái phát triển về kinh tế gia đình cái hội đấy là có nhiều cái là chiều hướng phát triển. Nếu như năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã Pú Nhung còn tới trên 50%, thì đến nay con số này đã giảm xuống còn dưới 37%. Từ xã Trắng các tiêu chí nông thôn mới, hiện tại xã Pú Nhung đã thực hiện thành công 15 trên 19 tiêu chí. Xã vùng cao Pú Nhung hôm nay đã mang trên mình diện mạo mới, Xen giữ màu xanh ngút ngàn của nương lúa, nương ngô, Pú Nhung càng nổi bật bởi sự xuất hiện nhiều thêm những ngôi nhà mới khang trang, vững chãi. Mạnh dạn từ bỏ cách làm truyền thống kém hiệu quả, với tư duy mới, những người nông dân Pú Nhung không chỉ mang lại cho mình cuộc sống ngày một đủ đầy hơn mà còn góp phần quan trọng xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục nông dân điện biên của đài phát thanh và truyền hình điện biên cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại